Hôm nay Vũ sẽ giới thiệu các bạn một mẫu súp để dành cho những khách hàng nào đang có Boost 1 Pro và EV Electro Void để chúng ta có thể sự hỗ trợ và cộng hưởng thêm phần bass để nghe nhạc hay hơn và sâu hơn. Ok, mời các bạn cùng xem. Trước mặt các bạn đây chính là dòng loa súp của Zamo với mức giá chỉ khoảng 4,5 triệu. Thật ra cái con súp này và Vũ muốn giới thiệu các bạn là vì rất là hiếm những sản phẩm ở trên thị trường với cái những dạng thiết kế nó phù hợp để tăng cường cho cái việc âm bass của Boost 1 Pro cũng hay Evolve 8. Tại vì một số dòng súp nó khá là to và cồng kềnh và công sức nó quá dư thừa so với việc mà kết hợp với lại con Boost. Nó quá lớn hơn so với Boost lại con Evolve 8. Nên rất là lâu ngày trước á, mình có con súp là SE MA88AB rất là hay, nhưng mà rất tiếc là hãng nó đã ngừng sản xuất nữa rồi, nên rất là nhiều khách hàng vẫn hỏi. Thì hôm nay thì mình vô tình mình biết được một cái mã này, thì mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn xem kênh. Thì những khách hàng hoặc những bạn nào đang sở hữu Boost 1 Pro hoặc là Evolve 8 á, chúng ta có thể nâng cấp một con súp này với một cái thiết kế khá là nhỏ gọn và đặc biệt nha các bạn. Mình ấn tượng cái con loa này chính là cái mẫu về thiết kế, tức là về phần lưới nhìn nó rất là sang. Chúng ta thường thường ở Boost 1 Pro rất là nhiều bạn sử dụng trong nhà để ở một bên, thì chúng ta có thể dùng cái con này, nó sẽ giấu dây rất là đẹp các bạn. Bạn thấy phần dây không, nó rất là đẹp nha. Và Vũ không khuyến khích mọi người mua cái con súp này để khi mà mình di động, và cái video Vũ muốn mọi người là chỉ nâng cấp cái con súp này khi mà con Boost 1 Pro hoặc là con Evolve 8 nằm ở tại nhà và chúng ta tăng cường thêm âm bass để cho hay hơn, cũng như là bổ sung cái công suất nó tốt hơn thì chúng ta mới nâng cấp nha. Còn đối với những bạn mà di động mà đi chơi du lịch thường xuyên thì chúng ta không nên đầu tư cho cái khoản tiền cho cái con này. Đó là về những cái khuyến khích mà Vũ tư vấn cho mọi người. Rồi, nói đến phần con này thì về cái công suất con này nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 150W, và cái driver nó chỉ có 2 in thôi bạn, nên công suất nó không quá lớn. Đó là lý do mà Vũ chọn cho nó con Boost 1 Pro và con Evolve 8 là như vậy, tại vì công suất nó hài hòa, nó không quá lớn. Thứ hai là cái thiết kế nó rất là nhỏ, và cái bề ngang độ sâu của con súp này nó rất là ngắn, thì các bạn sẽ để rất là đẹp khi mà những cái kệ mà thường thường là cái kệ treo tường mà chúng ta độ sâu nó chỉ rơi khoảng tầm 30 thôi, và nó cũng là một cái vách trang trí. Ngoài ra nó có một cái mặt e căng thế này, e căng nó được làm bằng vải, các bạn cameraman có thể quay lại gần với mình. Cái mặt e căng nó rất là đẹp các bạn. Cái mặt e căng này nó không thiên hướng về cái mặt e căng của loa, mà nó là bằng vải bố các bạn, thì nó thiên hướng về một cái mặt về cái trang trí nội thất hơn. Thì mình nghĩ khi mà chúng ta đặt ở trong nhà thì nhìn cái sản phẩm nó cũng sang nữa. Đó, nhìn rất là đẹp. Và đây là cái driver. Và đây là cái driver của thương hiệu Yamo. Yamo là một thương hiệu của Đan Mạch nha các bạn ha. Và đây là một cái tấm đèn. Đó, và hiện tại cái sản phẩm này là do 3 sao phân phối và Vũ là một đại lý, là một nhà bán lẻ giới thiệu cho các bạn. Đó. Thì cái driver chiếc bass chỉ có 20 thôi, nên khá là nhỏ, nó chỉ trong phạm vi này thôi các bạn. Nên công suất đánh vừa phải. Và cái thiết kế là gân nó là gân gỗ đó các bạn, nó rất là đẹp. Và đây mình sẽ cho các bạn cái mặt chân đó các bạn. Đấy. Con súp này được cái nó rất là linh hoạt. Cái chân này là chân cao su, để phụ gỡ cho các bạn xem. Cái chân này bạn được quyền gỡ ra nha các bạn. Là khi mà chúng ta mua nó sẽ cho mình dán. Thì bạn muốn cái này nó được nằm mặt dưới thì chúng ta gắn chân đây. Còn nếu các bạn cái hướng của mình là muốn giấu dây điện á, hay là giấu dây á, hay là từ vị trí mà từ tủ đi ra á, thì chúng ta được quyền đặt nằm như thế này. Như Vũ các bạn thấy ở đây không, các bạn được quyền đặt nằm như thế này, và cái chân này sẽ nằm ở dưới, nó sẽ không có chạy cái loa đâu, nên mọi người có thể thoải mái đặt. Còn đối với những bạn mà muốn đặt đứng á, rồi che luôn cái phần dây này á, các bạn thấy không, khi mà đi về nè, để Vũ để ví dụ cho các bạn xem nha, nó rất là hay và tiện. Đây để Vũ để cho các bạn đây đó, các bạn thấy không, khi mà chúng ta để như vậy mặt đây nó rất là sát và dây nó đã được đi ở phía dưới rồi, nên nếu mà chúng ta đi dây về gọn gàng thì con này nó rất là thẩm mỹ, các bạn có thể giấu được cái dây nó luôn thì nó rất là đẹp đó. Đó, mình gắn cái căng lại đấy. Mình thấy thì thường thường những con khác mình tháo cái căng ra nhìn nó sẽ sang hơn, nhưng mà riêng đối với con này thì mình thấy để cái căng nhìn nó, cái sản phẩm nhìn nó đẹp và nó sang hơn các bạn, nhìn nó như một cái vật gì trang trí trong nhà vậy đó. Rồi ok các bạn ha. Rồi Vũ sẽ nói sơ về một số cái nút ở phía sau của nó có hỗ trợ cho các bạn. Đối với hãng này á, thì nó sẽ cho các bạn là nút nguồn, một dây nguồn là cộng 8. Nó sẽ cho chúng ta hai cái volume để xử lý. Một là volume của là công suất của cái con súp,
Hai là chúng ta sẽ chọn được cái giải tầng EQ để cho cái súp nó đánh ở giải tầng nào. Và con này nó hay cái nữa là nó có dù là nhỏ gọn nhưng mà nó cho ta một cái tính năng gọi là tính năng auto. Thì khi cái này nè các bạn không cần phải tắt nguồn, lỡ các bạn để nguồn này 24/24 á, thì khi mà chúng ta không mở nhạc á thì nó sẽ trở về chế độ ngủ đông. Và khi có tín hiệu đầu vào á thì nó sẽ tự động bật cái súp lên, nó sẽ tiết kiệm điện cho mọi người nữa. Đấy. Và cái hai nữa là đảo phay để cho súp và full nó trùng lại với nhau để tạo ra cái áp lực cộng hưởng lớn hơn. Đấy, thì rất là đơn giản, thì chỉ có như vậy thôi các bạn. Còn ngõ in vào thì chúng ta sẽ chỉ có một ngõ duy nhất thôi là RCA. Đó các bạn ha, line in, chỉ một ngõ duy nhất thôi mọi người ha. Đấy, vụ cắm nè. Đó, các bạn nghe tiếng không? Đó, ok. Và con này con demo thì Vũ có để sẵn đây, nếu mà khách hàng nào muốn trải nghiệm các bạn có thể đến cái showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để các bạn có thể test được cái chất âm của con này nó có hợp tai với mọi người không, mà giá thành nó chỉ có 4,5 triệu thôi. Đó, hàng mình đang cũng có sẵn luôn, thì khách hàng có thể đến trải nghiệm nha. Thì mình sẽ ghép với Evap 8 nè, đây là combo S1 Pro này. Rồi, một cái nữa là cái cuối cùng của video là nội dung chính là Vũ sẽ đánh giá về cái chất âm của con này, những cái ưu điểm và những nhược điểm của con này nha các bạn. Ok, thì bây giờ Vũ sẽ test nhạc cho mọi người cùng nghe. Thì đầu tiên thì Vũ sẽ tập trung vào mình test những cái bản âm nhạc hip hop, tại vì cái bass nó rất là mạnh và nó có nhiều thể loại sâu để các bạn nghe được, thể hiện được đúng cái chất của con bass này. Sau đó Vũ sẽ test một bản nhạc bolero, nhạc sống để mọi người có thể nghe online tạm thời. Mình tạm đang thu âm bằng cái điện thoại thôi, không phải là một thiết bị ghi âm. Để các bạn có trải nghiệm mà tốt nhất và đánh giá chính xác nhất, bạn hãy đến địa chỉ của Thiên Vũ nha. Ok, mời bạn nghe. Baby xa lộ hôn đi chứ, dù là vạn cây số anh không quan tâm lì lì cặp hoàng lê vô. Hàng giờ ngôn ngữ không ngăn được ta yêu nhau cực ngàn tâm thư. Ở Việt Nam có bất ngờ chờ em xa lộ hôn đi chứ. Về cái con Yamo súp này thì về cái chất âm của nó sẽ là vách, nó dựa vào cái sự âm cộng hưởng rất là nhiều, và cái độ len lỏi trong cái âm trầm nó đi rất là rộng và rất là bất kỳ góc nào trong cái căn nhà của bạn đi rất là sâu. Nhưng bù ngược lại với cái thiết kế của con này, với phần gỗ này là chỉ là gỗ MDF thôi các bạn, nó là gọi là MFC các bạn, nó chứ không được MDF nữa, là MFC, và dán một miếng là laminate vào, thì cái trọng lượng của gỗ á nó rất là nhẹ, và đâm ra vì điều đó thì cái phần âm bass mà đánh chắc á thì con này nó sẽ không được đánh đấm một cái sự mà gọi là sự chắc nịch, nhưng mà nó có thể là phù hợp cho các bạn xem phim, hoặc là nó sẽ bổ trợ cho những dòng loa nó có phần âm bass sẵn và nó sẽ bổ trợ phần âm bay sâu, nó sẽ sâu cho các bạn ha. Nhưng mà sâu á thì đối với Vũ thì nó sẽ cộng hưởng một phần nào đó cái độ sâu và độ mềm mại và làm tròn tiếng cho cái âm bass của những hai cái con loa này đó các bạn ha. Và các bạn lưu ý, nếu mà đối với những không gian mà nó bị vang quá thì chúng ta cũng không nên đầu tư con này, thì nó sẽ vì nó sẽ tạo ra một cái độ rền nhất định và rất là khó chịu. Thì nói chung là Vũ bán hàng thì Vũ sẽ nói cái ưu và cái nhược, và khách hàng sử dụng nó thì cần phải đúng nơi đúng chỗ thì chúng ta mua nó, chúng ta xài mới chính xác được, và số tiền chúng ta bỏ ra nó mới hài lòng được. Ok, thì Vũ đã review sơ, cũng là nói sơ về những khách hàng nào cần nâng cấp, thì để mà test, để trước khi mà quyết định mua các bạn nên nghe thử trước nha các bạn. Vũ khuyến khích là như vậy, và không khuyến khích những khách hàng di động mua, chỉ dành cho những khách hàng nào thường để những cái loa di động mà có nhu cầu cơ bản, hát karaoke hay là những cái căn hộ á, nâng cấp thêm âm bay, nghe nhạc EDM hay hơn, nghe hát nhạc mà nhạc sống nó có âm bass nhiều hơn, tròn hơn, sâu hơn, thì chúng ta nâng cấp nó thôi, vì nó cũng chỉ có 4,5 triệu thôi. Ok, như vậy là nếu mà các bạn đã xem video này, nếu những cái thông tin Vũ chia sẻ có ích thì đừng quên bấm like và share để Vũ có nhiều video giới thiệu những sản phẩm phối ghép cho mọi người và hướng dẫn mọi người cách dùng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.